Xin chào tất cả các bạn, tôi Khôi đây. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bạn Liêm Trinh ở cung Phù Thê. Liêm Trinh ở cung Phù Thê không phải là sao lành, nhưng chủ về sinh ly hơn là tử biệt. Vợ chồng bất hòa nhưng có thể sống với nhau đến bạc đầu, tạm coi là có kết cục tốt. Nếu Liêm Trinh hóa kỵ lại trùng điệp với chính diệu khác hóa kỵ của đại vận hoặc lưu liền, còn gặp sát tinh tụ tập, thường thường là cung hạ ứng nghiệp trinh ly tử biệt. Liêm Trinh thủ cung Phù Thê tối kỵ tham nạp phá quân, đây là luận đoán đại cương. Nếu gặp các sao sát kỵ thường thường chủ về 2-3 lần hôn nhân, nữ mệnh chủ về làm nhị hồng hay kế thất, nam mệnh chủ về lấy vợ mà không cử hành hôn lễ chính thức, đây cũng có thể là đạo su cát tị hùng. Liêm Trinh cũng rất kỵ hỏa tinh đồng cung, dù gặp cát tinh và cát hóa cũng chủ về vì hoàn cảnh khách quan mà vợ chồng ở hai nơi. Liêm Trinh ở cung Phù Thê, nam mệnh nên lấy vợ nhỏ tuổi, nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi, chênh này trên 12 tuổi cũng được. Liêm Trinh thiên tướng ở hai cung Tý hoặc Ngọ đối nhau với phá quân là tính chất không tốt. Lúa cát hóa sao cát vẫn chủ về vợ chồng bảo thủ ý kiến của riêng mình, mạnh ai lấy no mà không cùng nhau tính toán, vì vậy mà dẫn đến bất hòa. Liêm Trinh thiên tướng ở hai cung Tý Ngọ có kinh dương đồng độ hoặc vây chiếu, lại gặp hỏa tinh linh tinh hoặc địa không địa kiếp, chủ về người bạn đời bị nạn tai bệnh tật. Các cung hạ thất sát, tử vi thiên phổ, phá quân, tham lam là đại vận hoặc lưu niên, tẩy đa ứng nghiệm. Liêm Trinh thiên tướng ở hai cung Tý hoặc Ngọ chủ cung Phù Thê không nên gặp sao lẻ phụ tá, đây cũng là điểm tượng tái hôn. Đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm thường thường đến cung hạ có văn xương hay văn cúc hóa kỵ. Liêm Trinh thiên tướng ở hai cung Tý hoặc Ngọ thủ cung Phù Thê, vợ chồng nên chênh lệch tuổi tác trên 12 tuổi cũng được. Gặp văn xương văn cúc chủ về vợ chồng hòa hợp và sống với nhau đến bạc đầu. Liêm Trinh thất sát ở hai cung Sửu hoặc Mùi trong tình huống có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa tụ tập đủ mà còn gặp sao đôi phụ tá mới có thể sống với nhau đến bạc đầu, nhưng vẫn có một thời gian vợ chồng xa nhau. Nếu Liêm Trinh thất sát gặp sao lẻ phụ tá cũng chủ về tái hôn, gặp kình dương đàn an đồng độ sẽ chủ về hình khác ứng nghiệm tái hôn là đến các cung hạ thiên đồng, cự môn, ngũ khúc hóa quân. Ứng nghiệm hình khác là đến các cung hạ Liêm Trinh thất sát hóa kỵ trùng điệp xung chiếu ở cung Phù Thê, cung Điền Trạch hoặc cung Húc Đức đều đúng. Liêm Trinh thất sát ở hai cung Sửu hoặc Mùi có kinh dương đồng độ hoặc vây chiếu, lại gặp thiên hình mà không gặp sao lẻ phụ tá, không chủ về hình khác, không chủ về chia ly, chỉ chủ về người bạn đời được người khác giới để mắt yêu ái, thích hợp với các nghề nghiệp thường tiếp xúc người khác giới. Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân đối cung là hoặc tham linh tham, chủ về tình yêu nồng cháy nhưng dễ đứt đoạn giữa chừng. Nếu Liêm Trinh có văn xương văn khúc hội hợp thì vợ chồng có thể giữ lễ không đến nỗi vượt quá giới hạn. Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân đồng độ với hỏa tinh linh tinh, chủ về thành hôn hấp tấp vội vàng. Nếu gặp thêm thiên diêu phần nhiều ở chung trước rồi mới kết hôn. Trường hợp có các sao sát kỵ trùng trùng chủ về tái hôn hoặc 3 lần hôn nhân. Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân hội thiên tướng bị hình kỵ tác ấn, nữ mệnh chủ về là nhị hồng.
Liêm chính ở hai cung rèn hợp thân, thường chủ về có tình yêu với người đã có gia đình. Đến cung hạ phu thê, ngũ khúc thiên phủ, thường còn gặp các sao đào hoa, mà còn gặp các sao đào hoa, văn xương văn khúc là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm. Đối với niên sinh ở hai cung dần hợp thân, các cung hạ, hạ quân, tham nang, thiên lương ở cung tỵ, thiên đồng ở cung tỵ là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm các hung có tính then chốt. Niêm trinh phá quân nồng độ ở hai cung mão hoặc dậu, tính chất đổ vỡ khá nghiêm trọng, dù có cát hóa và sao cát cũng chủ về vợ chồng bất hòa. Niêm trinh phá quân nồng độ ở hai cung mão hoặc dậu lại gặp hỏa tinh ninh tinh nồng độ là họa lớn, chủ về người bạn đời gặp bất chắc hoặc vì người bạn đời mà dẫn đến thất bại. Lúc luận đoán cung vu thê của đại hạ cần phải xem lúc nào xảy ra ứng nghiệm và tính chất của sự kiện. Ví dụ như cung vu thê của đại hạ là vũ khúc tham nang và vũ khúc hoa kỵ, có thể là điểm thất bại. Là thiên đồng hoa kỵ thì có thể là gặp bất chắc. Liêm sinh phá quân đồng độ ở hai cung mã hoặc dậu gặp sao lẻ phụ tá là chủ về tái hôn. Gặp sao đôi, văn xương văn khúc, còn gặp thêm các sao đào hoa, hãy chủ về thay lòng đổi dạ, có người khác. Phần nhiều tái hôn vẫn không thấy tốt đẹp. Nữ mệnh tái hôn thường không có danh phận. Đối niêm trinh phá quân đồng độ ở hai cung mã hoặc dậu, chủ cung phu thê, đến các cung hạ vũ khúc tham nang, thiên đồng thái âm, thiên cơ thiên lương, thiên tướng, thủ cung phu thê của đại vận hoặc lưu niên là ứng nghiệm các hung có tính then chốt. Liêm trinh thiên phủ đồng độ hai cung thìn hoặc tuất, kết cấu khá ổn định, phần nhiều chỉ chủ về bất hòa nhưng không có hình khắc hay chia ly. Liêm trinh thiên phủ đồng độ hai cung thìn hoặc tuất cũng chủ về dễ bị người đã có gia đình theo đuổi, nhất là lúc ngũ khúc thiên tướng bị thiên đồng hóa kỵ hoặc cự môn hóa kỵ giáp cung, càng dễ xảy ra sự cố. Nếu liêm trinh thiên phủ hội sao lẻ phụ tá thì thường do đó mà vợ chồng ly dị. Liêm trinh thiên phủ đồng độ hai cung thìn hoặc tuất mà liêm trinh hóa kỵ hoặc hội ngũ khúc hóa kỵ còn gặp thêm các sao sát hình không kiếp cũng chủ về vợ chồng ly dị. Có điều nam mệnh sau khi ly dị, sau khi ly hôn lại lấy được vợ đẹp, có năng lực làm việc, nhưng với vợ cũ thì ngó đứt mà tơ chưa lìa. Đối với niêm chính thiên phủ đồng độ hai cung thìn hợp tuất, các cung hạ thái dương thiên lương, vũ khúc thiên tướng, thiên đồng cự môn và liêm trinh thiên phủ là những đại vận hoặc lưu niên có tính theo chốt. Liêm trinh tham nang đồng độ hai cung tỵ hoặc hợi, hội tử vi hạ quân và vũ khúc thất sát, thủ khung vũ thê thì tính chất không lành, dù được cát hóa và có sao cát cũng chủ về hôn nhân không được tốt đẹp. Gặp các sao sát hình không kiếp chủ về vợ chồng ly dị hoặc vì sự cố sắc tình mà dẫn đến kiếp tục. Nếu lại gặp hóa kỵ thì chủ về hình khắc. Liêm trinh tham nang đồng độ hai cung tỵ hoặc hợi có hỏa tinh linh tinh đồng cung, chủ về vợ chồng hữu danh vô thực hoặc bề ngoài hòa hợp nhưng trong lòng một nỗi khổ đau thầm kín. Liêm trinh tham nang đồng độ hai cung tỵ hoặc hợi gặp sao lẻ phụ tá, nam mệnh hay nữ mệnh đều chủ về hai lần nhân duyên, lần thứ hai tốt hơn lần đầu. Liêm trinh tham nang đồng độ hai cung tỵ hoặc hợi nếu là mượn sao ăn cung thì tính chất xấu hơn so với liêm trinh tham nang của nguyên cung, chủ về tái hôn không tốt hơn hôn nhân lần đầu. Liêm trinh tham nang đồng độ hai cung tỵ hoặc hợi gặp lộc tồn thiên mã hỏa tinh linh tinh cũng chủ về vì hoàn cảnh khách quan mà người bạn đời phải ở nơi khác. Liêm trinh tham nang đồng độ hai cung tỵ hoặc hợi
có sao đào hoa cùng bay đến. Chú về người bạn đời có tài năng nghệ thuật, nhưng hôn nhân cũng dễ đổ vỡ. Đối với niên chính tham nang đồng đồ hai cung tỵ hoặc hợi, các cung hạn tử vi hóa quân, ngũ khúc thất sát, thiên đồng thiên lương, cử môn là những đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt. Và sự chia sẻ của tôi hôm nay về sao liêm chính ở cung phu thê, xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.